Tôi nhận cái phim này á, cái mục đích lớn nhất là đầu tiên là tôi muốn làm việc với dàn diễn viên, bởi vì tôi là cái người sáng lập ra cái Gặp Gỡ Mùa Thu, và chúng tôi có rất là nhiều các bạn diễn viên trẻ mà tôi thấy rất là tài năng. Tôi mong muốn là họ có một cái cơ hội làm việc với nhau. Khi mà tôi quyết định như vậy thì tôi mới nhận ra một điều là thông thường thì khi mà ở Việt Nam, khi mà làm phim truyền hình thì vì những cái lý do về kinh tế rồi vì rất là nhiều cái lý do thì thường là mọi người đều chủ yếu là đuổi theo câu chuyện và đuổi theo lời thoại nhiều hơn là mình nhấn nhá vào những cái chi tiết. Thứ nhất là mình phải dành một cái sự công nhận cho khán giả. Các bạn coi phim rất là coi chi tiết. Cái sự đòi hỏi các bạn về mặt nghệ thuật trong phim truyền hình đó, càng lúc càng cao. Trở lại với câu hỏi của Duy lúc nãy á, thì đúng là khi mà mình viết kịch bản thì mình có để chi tiết vô, nhưng mà trong cái phim này cũng đồng thời là cái sự hướng dẫn của anh Di nữa, tại vì anh Di anh là người thích chi tiết, và cái chi tiết đó một phần lớn nó sẽ qua diễn xuất. Trong cái phim này thì cái mục tiêu lớn nhất của tôi là tôi khiến cho các bạn diễn viên tất cả những cái nhỏ nhất, những cái tinh tế nhất trong cái diễn xuất nó phải bộc lộ ra, và đó là cái điểm nhấn. Mấy bạn có để ý một vài scene trong phim, một vài cảnh trong phim không? Dàn cảnh nhân vật đứng ở đây, Mỹ Linh đứng ở đây, cái dù đi qua đằng sau như thế này, những góc quay thiệt ra mình bối cảnh của mình thì chỉ có như đó thôi, mà quay đến 50 tập, nhất là những cảnh ở quê thì có đi qua lại, nhưng mà anh Di là một cái người rất là thích dàn cảnh, cho nên mình cứ thấy những góc máy mới lạ như vậy. Trong cái phim này thì hầu như các bạn xem tất cả các bữa ăn của các nhân vật chẳng hạn rất là nhiều, nhưng mà cái bữa ăn nào nó cũng có một cái gì đó để mình xem chẳng hạn, hoặc là những cái ly ti diễn viên ấy, chỉ có Hoan nó nhìn nó cười, cũng chị nó cười mỉa một chút, hay là bà Hoa bà ớ ra một cái. Và có một cái điều rất là quan trọng nữa, đó là cái khoảng thời gian mà tụi mình bỏ ra để mà mình train mình làm việc với diễn viên. Cho nên hầu như là đây là một cái bộ phim duy nhất truyền hình mà tôi nghĩ là cũng rất là hiếm hoi, cái phim truyền hình nào mà có một cái thời gian là đạo diễn làm việc với các diễn viên ở trong khoảng 4 tháng. Nhiều khi là người biên kịch cũng ở đó và quan sát cái lớp học luôn, để mà thấy được là ai diễn như thế nào, để bắt đầu về hình dung hay là về chỉnh sửa ngay lập tức. Cái này đó là cái sự cộng hưởng của rất là nhiều thứ, chứ không phải chỉ riêng trong kịch bản hay là chỉ riêng đạo diễn sắp xếp hay không đâu. Rồi đặc biệt là Trang và Nhi thì mình thấy là các bạn cắt ra thì mình thấy rất là rõ cái chuyện đó, về nhéo một chút rồi vuốt cái tóc, tất cả mọi thứ. Thì cái đó mình phải cho diễn viên một cái thời gian để họ tin vào cái diễn xuất đó, và đồng thời họ phải có một cái âu yếm với nhau. Ví dụ như Lê Hải là cái người rất là quan tâm đến phụ nữ và rất là ấm áp. Cái đó Lê Hải tự nhiên có một cái quan tâm rất là đàn ông, nhưng đồng thời rất là dịu dàng. Cái đó là cái mà mình nhìn thấy ở diễn viên trong cả cái quá trình mình làm việc cùng. Thì mình tin chắc rằng là cái người này sẽ chắc chắn là sẽ đưa đến cho cái bạn diễn nữ một cái vẻ gì đó nó rất là cưng chiều, nhưng đồng thời nó không bị lố, nó rất là tinh tế. Thì cái đó mình phải nhìn sớm ra ở diễn viên. Tổng quan vẫn là tay nghề của đạo diễn, mình nghĩ là như thế. Ước mình cùng bay phát sóng lúc 20 giờ thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần, duy nhất trên sự ứng dụng Vion phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.